Lại đi muộn. Em đi muộn thì sao? Đã đi muộn là còn thái độ thế à? Thế lúc em đi tiếp khách thì anh ở đâu? Thế lúc em đi uống rượu với khách bị xuất huyết dạ dày thì anh ở đâu? Thế cái lúc mà sinh nhật của em phải tiếp khách 3 giờ thì anh ở đâu? Dậy muộn.